Cụ thể, theo quy chuẩn mới đối với các chỉ tiêu liên quan đến kiến trúc quy hoạch, Bộ Xây dựng quy định, đối với chỗ đỗ xe áp dụng cho nhà ở thương mại thì cứ 100m² diện tích căn hộ cần bố trí 20m² chỗ đỗ xe, kể cả đường nội bộ trong nhà xe. Còn với nhà ở xã hội thì cứ 100m² diện tích căn hộ phải bố trí 12m² chỗ đỗ xe. Với quy định này, nhu cầu đỗ xe của người dân sống tại các khu chung cư, nhà cao tầng sẽ phần nào được đáp ứng. Trước đó, trong cuộc kiểm tra của Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải cho biết, hiện chỉ có các tòa nhà cao tầng mặt phố mới có tầng hầm để xe, nhưng không đáp ứng lượng xe của tòa nhà. Theo rà soát tại thành phố Hồ Chí Minh, trong 80 nhà cao tầng thì có 73% tòa nhà không có đủ chỗ đỗ xe, 7,5% tòa nhà không có chỗ đỗ xe, chỉ có 18% tòa nhà đủ chỗ đỗ. Điều này khiến người dân phải chấp nhận gửi xe ngoài với giá cao, hoặc là nguyên nhân dẫn đến việc chiếm dụng lòng đường hè phố làm nơi đỗ xe, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông và cảnh quan môi trường đô thị.